bác. Tại vì cái cửa mở, cửa nó lớn lắm á, nó muốn mình kéo nhỏ lại mình bỏ hết rồi chứ. Đúng rồi, nếu mà nhân viên cái này có không ai nào cũng mẹ cũng nào cũng cho thôi cái này là hai dương đức thằng kia làm sao đâu hai dương đức không biết không nha mỗi cái ba phòng mới coi như nhà sáu phòng à gặp cái đó là mình nuôi nuôi người già đó một người già là 1.500 sáu người già là nhiêu tiền rồi sáu người ở đó không sáu phòng nuôi năm người đó là phòng đấy sáu phòng phòng cho người già là trong quý người tiêu dùng người già ở hai người một phòng ở Canada nó cho mướn á hai người ở một phòng nó chắc cũng 1.500